chào các bạn, tôi là Thành Đô, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Hiện tại tôi cũng đang là sáng lập trường đào tạo tài chính cá nhân đầu tiên tại Việt Nam. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tài chính, ngày hôm nay tôi mang đến các bạn một khóa học về cách để chúng ta có thể cho vay tiền bạc cách thông minh nhất. Các bạn có thể thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta có thể có đôi lúc bạn hoặc những người thân của bạn có tiền nhưng chúng ta sẽ không biết cách mà đầu tư vào đâu. Chúng ta gửi ngân hàng thì lãi suất không đủ để chúng ta có thể bù cho sự mất giá, lạm phát. Chúng ta cho vay hoặc chúng ta rót vốn vào cái dự án kinh doanh sợ mất tiền và đôi khi là chúng ta mất luôn những cái mối quan hệ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể cho vay tiền bạc một cách thông minh, an toàn và mang lại giá trị nhiều nhất cho chúng ta? Trong khóa học này, bạn sẽ biết cách để có thể cho vay tiền một cách thông minh nhất theo tư duy của một nhà đầu tư lão luyện. Bạn cũng sẽ học cách để ra quyết định cho vay với những công cụ đơn giản để có thể quyết định trong vòng 3 phút. Và hơn nữa, bạn cũng có thể học cách biết cách để cho mình giao dịch tiền bạc một cách an toàn nhất, từ số tiền nhỏ cho đến số tiền lớn. Và điều quan trọng nhất, tôi cung cấp cho bạn những cái bí quyết, những công cụ để bạn có thể quản trị nguồn vốn, số tiền mà bạn cho vay để nó mang lại cho bạn cái giá trị tuyệt vời. Hãy nhanh tay đăng ký ngay khóa học để sở hữu những bí quyết tuyệt vời này. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học.